Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán, Công an thị xã Mỹ Hào đã triệt phá 4 vụ tàng trữ pháo nổ và vật liệu nổ. Tổ công tác Công an thị xã Mỹ Hào phối hợp với Công an phường Bần Yên Nhân phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện nam thanh niên đang mang theo một bao dứa màu trắng. Nam thanh niên khai là Lê Quang Vương, sinh năm 1989, trú tại phố Như Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm. Các vật hình hộp vừa bị lực lượng công an thu giữ là pháo nổ. Vương mua về để sử dụng. Kết quả giám định, các vật hình hộp trên đều là pháo nổ, loại pháo hoa nổ, có tổng khối lượng 6,5 kg.